Khoảng 3 giờ ngày 16 tháng 8, Công an thành phố Bắc Ninh bắt quả tang hai đối tượng có hành vi trộm cắp camera lùi gắn trên xe ô tô của người dân đỗ ban đêm ngoài đường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Đó là Nguyễn Thế Vũ, 46 tuổi và Nguyễn Thanh Huyền, 40 tuổi, cùng ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận thường đi lang thang ngoài đường, thấy xe ô tô của người dân thì dùng kìm và tua vít trộm cắp camera lùi để đem bán lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã gây ra 5 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Đáng chú ý, Vũ đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang chờ thi hành án thì tiếp tục phạm tội. Hiện Công an thành phố Bắc Ninh đã thu giữ một xe mô tô không có biển kiểm soát là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án, một tua vít, một kìm và một số camera gắn liền với logo ô tô các loại, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp đó, ngày 17 tháng 8, khoảng 1 giờ, tại khu vực chân cầu vượt Bồ Sơn, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra công an thành phố Bắc Ninh phát hiện đối tượng Lò Văn Cường, 35 tuổi, ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đang vận chuyển 2 cuộn dây đồng dạng lõi cắp điện chiếu sáng. Đấu tranh làm rõ, đối tượng Cường khai nhận vừa thực hiện hành vi cắt trộm cắp điện chiếu sáng trên đường gom quốc lộ 1B thuộc địa phận thành phố Bắc Ninh thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ. Hiện công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.